Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình tiếp tục mình quay về cái chủ đề cây chanh nha các bạn. Mình sẽ cập nhật cho bạn về cái giá chanh bông tím nó bao nhiêu một ký nha, cái thời điểm hiện tại nha mọi người ha. Và cũng như là mình cũng có là cập nhật một số thông tin về giá cả những cái loại nông sản khác các bạn, ví dụ như là bí hồ lô này các bạn, rồi mướp nè, rồi bầu bí nè các bạn. Nói chung là rất là nhiều loại cây trồng khác á, thì bạn nào mà muốn biết về cái loại cây trồng nào á, về cái giá bao nhiêu á, thì các bạn hãy bình luận trong kênh của mình ha, để mình cập nhật cho các bạn về cái giá ha. Và cái giá mà mình cập nhật ở đây á, thì mình cập nhật tại thị xã Gò Công nha các bạn ha, chợ đầu mối, chợ đầu mối lớn của Gò Công mình. Cũng như là mình sẽ cập nhật về cái giá cả thị trường á, những cái loại rau màu tại chợ Bình Tây, chợ đầu mối Bình Tây nha các bạn ha. Còn về cái chợ Bình Tây á, thì nó sẽ thuộc về của Gò Công Tây nha mọi người ha. Còn thị xã Gò Công á, thì nó thuộc về cái cánh là Gò Công Đông các bạn đó. Nó nằm ở khu vực thị xã. Còn đây là cái chanh bông tím nha mọi người ha. Thì quay lại với cái chủ đề á, thì cái giá chanh bông tím các bạn, thì hiện tại thì nó cũng đang rất là, cái giá nó cũng khá cao nha mọi người ha. Nó cao hơn cả cái giá chanh không hạt luôn. Thì hiện tại là nó đang cầm giá là 20.000 một ký nha các bạn ha. Là mình bán tại vườn luôn các bạn đó. Là có nghĩa là bây giờ mình hái chanh bông tím này nè các bạn, rồi mình vô bọc, mình vô bao gì cũng biết, mình chở lên chợ Bình Tây các bạn, hoặc chợ thị xã Gò Công á, thì người ta sẽ mua với giá là 20.000 nha mọi người ha. Đó. Cái ưu điểm của cái chanh bông tím này các bạn, các bạn nhìn nè, nó rất là non luôn, nhưng mà nó vẫn có nước nha các bạn ha. Đó. Và nó có trái hầu như là quanh năm luôn các bạn. Đây là chanh bông tím nha mọi người ha. Đó. Còn khoảng một tuần trước á, thì nó cũng cầm giá là 20.000 các bạn. Mà nó cầm giá tới nay luôn là nó cũng vẫn là chưa có sụt nha các bạn ha. Mà khi mà chanh mà nó sụt á, thì mình sẽ quật lên hay gì đó, thì mình sẽ làm clip mình chia sẻ cho các bạn. Thì qua nay các bạn thì cũng rất là nhiều bạn bình luận trong kênh mình hỏi về cái giá chanh hiện tại á. Thì mình làm cái clip này mình cập nhật cho các bạn về cái giá chanh bông tím khác ha. Còn về cái giá chanh của cây chanh không hạt các bạn, đây nè, thì nó rẻ hơn. Ở đây mình trồng cả mấy trăm gốc chanh các bạn. Chanh là trong đây là chanh không hạt ha. Còn cái chanh mình đang quay cho bạn là xem là cây chanh bông tím. Đây. Thì giá chanh không hạt bây giờ là nó chỉ có 15.000 thôi các bạn, nó không có bằng cái chanh bông tím các bạn. Thì thời điểm này là thời điểm nắng nóng mà các bạn. Giá chanh thì nó rất là, vậy là rất là ngon nha mọi người ha. Chứ cấp trước thì nó chỉ có 7-8 ngàn thôi. Cấp này nó được 20.000 là nó rất là ngon rồi. Nói chung là mình cập nhật ở cái khu vực của Gò Công mình thôi. Còn ở những cái khu vực khác thì mình không có biết được nha các bạn ha. Đó. Thì bạn nào mà có cái giá chanh nào mà ở tỉnh của các bạn mà nó khác với cái giá chanh bên mình á, thì các bạn bình luận bên dưới video ha, để mình cập nhật cho bà con biết ha. Thì hôm bữa các bạn thì mình cũng có cập nhật về cái giá mướp đó. Thì ở quê mình các bạn thì nó chỉ có được có 2k thôi, nhưng mà ở bên An Giang đó là người ta cập nhật là tới 4k lần lượt các bạn đó. Thì ở đây thì các bạn bình luận bên dưới ha, để mình biết được cái giá cả bên các bạn, để mình giao lưu ha, để mình làm clip mình cập nhật cho bà con ở những cái tỉnh khác biết luôn đó. Chứ này mình cập nhật ở bên khu vực của bên mình thôi, để cho các bạn tham khảo ha. Đó. Thì cũng như là mình cập nhật thêm về cái giá mà chanh giống của cái cây chanh bông tím này ha. Thì hiện tại nếu mà các bạn mua từ 100 cây trở lên á, thì nó sẽ là 20.000 một gốc nha các bạn ha. Và các bạn mua lẻ là nó từ 25.000 đến 30.000 một gốc. Đó là các bạn mua lẻ ha. Còn các bạn mua sỉ với các bạn trồng á, là nó tới 20.000 lận đó. Rồi thì hôm nay mình quay video mình cập nhật cho bạn về cái giá chanh bông tím ha. Bạn nào thấy hay thì hãy like cũng như subscribe kênh của mình ha, để nhận được những cái thông báo khi mình ra video nha các bạn ha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình.